Rồi, xin chào anh em nhé. Hôm nay nhận tiếp một con 11 Pro Max nha. Con này thì máy đang ok nhưng mà bể màn. Khách yêu cầu thay màn GX thôi, không cần phải màn riêng nha. Tại vì kinh tế có hạn. Đó, thay màn GX màn mới đã có sẵn rồi nha. Ok nha. Tiến hành mình xử lý luôn. Nói chung máy màn hình này thì thay đơn giản thôi anh em. Không có gì khó khăn đâu. iPhone này anh em biết rồi, cực dễ. Bể rồi thì tách thoải mái thôi. Nếu mà chưa bể thì cẩn thận cái khâu tách. Bể tách ra để mà ép kính đó, cẩn thận. Còn nó bể rồi thì chả có gì phải ngại hết. Này bê mất hiển thị luôn. Màn này cũng màn GX mà. Thay lăng rồi. Ốc khá nhiều nha anh em. Máy còn đang rung khí thế luôn á. Khí thế luôn, nhưng mà không có hiển thị màn hình đâu. Đó, ok. Ok, cái này thì tiến hành tháo ra nha anh em. Tháo cái cụm ma lo ra này. Lọt trong. Chả có gì hết, chỉ mỗi cầm lo thôi. Mà bị bể rồi. Ok. Tiến hành là thay màn mới nha anh em. Ok nha anh em. Tiến cầm lo vào. Trên đây là của khách mất luôn anh em. Mình chỉ tiến hành tặng khách một con ốc nha. Rồi, nhỏ quá. Con này thì vừa. Ok. Trái đâu? Mua nó gì đây, mua nước cầm cho người ta uống nhanh đây nha. Cái gì? Có vậy, mua nước mía rồi thôi, không biết đâu. Coi giờ mai bà tiết kiệm bà đắt mua cho đó mà lo cái gì.
Ok. Rồi, lên ngon lành nha anh em. Anh em có nhu cầu thêm màn hình ép kính thì pin tất cả các dòng máy cứ alo cho mình hoặc là cầm tới trực tiếp ngay ngã tư Phước Cát 1 nha anh em. Cáp tiền Lâm Đồng nha, hàng xanh hàng đó thì mình sẽ hỗ trợ xử lý cho anh em nha. Rồi, màn hiển thị cảm ứng ok. Rồi, chào anh em. Hẹn anh em ở những clip tiếp theo nha.